nhà. Hôm nay mình sẽ nấu món lagu sườn heo. Đây là 2,5 kg sườn heo. Mình lựa sườn á, thì mình lựa thịt hơi nhiều, mình có nước dừa và tương cà. Tương cà mình xài hết nửa hũ rồi. Bây giờ mình sẽ xài nửa hũ còn lại. Đường và muối, tiêu, bột khoai, và đây là màu dầu điều, còn đây là cheese pea, mình cũng luộc xong rồi cả nhà, củ hành tây và củ cải đỏ, đây là tỏi băm và hành, củ hành băm á. Bây giờ mình sẽ ướp nha. Đổ cái dầu điều vô để cho nó cái thịt nó được bóng và cái màu được đẹp. Màu dầu điều này chắc khoảng hơn một muỗng canh. Cái tương cà, và mình sẽ cho một muỗng cà phê muối. Và một muỗng cà phê tiêu mình cũng đã xay sẵn, mình để trên đây. Muỗng canh đường. Kế đó thì mình sẽ bỏ một nửa củ hành băm và một nửa tỏi băm. Trộn đều xong mình để ướp ở đó khoảng nửa tiếng. Giờ mình bắt chảo xào thịt cho nó xanh nha cả nhà. Một nửa tỏi băm và hành băm mình thắng cho nó thơm. Tỏi và hành phi đã vàng rồi, mình sẽ đổ thịt vào xào. Sườn heo này mình hầm hơi lâu một tí, tại vì nó cũng cứng á, mình chắc phải hầm cả tiếng á cả nhà. Và sườn heo hồi nãy mình rửa thì mình rửa gụ với gừng á, mình chà cho nó sạch cái mùi. Đã xăng rồi cả nhà. Và mình chuẩn bị cái nồi để hầm. Đổ nước dừa vào chai nước dừa này 1 lít á, nhưng mà nếu mà nó không đủ á, thì mình sẽ xài thêm nước nha cả nhà. Khi mình hầm á, mình sẽ đậy nắp lại nha cả nhà, tại vì
hầm hơi lâu á, mình đậy nắp lại thì nó mau mềm hơn. Hầm hồi nãy giờ chắc cũng được 40 phút rồi đó. Và khi nó sôi á, mình vớt bỏ bọt cho sạch. Bây giờ mình sẽ bỏ củ cải đỏ vào. Và củ hành thì mình để sau cùng mới bỏ. Và hồi nãy mình nêm nếm chỉ ướp thịt thôi, còn cái khi mình đổ nước dừa vô mình chưa bỏ muối. Bây giờ mình tiếp tục bỏ thêm một muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ quậy cho nó đều. Rồi nấu tiếp thêm 5 phút. Lúc này thì mình mới cho đậu vào. Đậu thì từ đầu mình đã luộc chín hơi mềm rồi. Bây giờ đảo lại cho đều một lần nữa nha. Bây giờ mình đậy nắp lại và để lửa riu riu thêm 20 phút. Sau cùng lấy 2 muỗng cà phê bột khoai, đổ vào một tí xíu nước và pha đều. Khi đổ bột vào thì cũng bỏ củ hành vào luôn và đợi nồi lagu sôi là tắt lửa. Bây giờ nồi lagu mình đã xong rồi đó cả nhà. Và bây giờ mình sẽ múc vào tô cái nước sánh kẹo rất là ngon. Xong rồi, mình trang trí mấy cọng rau lên cho nó đẹp nha cả nhà. Vậy là xong rồi đó cả nhà. Và mình có nướng bánh mì, có thể ăn kèm với bánh mì hoặc là bún cũng được đó cả nhà. Và có muối tiêu chanh. Vậy là món lagu mình đã nấu xong rồi. Rất là đơn giản và vừa ngon. Bây giờ mình cũng xin dừng video ở đây nha cả nhà. Bye bye.